Kìa đó, wow, đây là con khủng long Britannosaur rồi các bạn ơi, chúng ta một con khủng long khổng lồ Britannosaur rất khá là to lớn luôn nha. Đó, con này có đuôi là cái chùy rất là dày luôn nha các bạn. Đó, nhìn đẹp chưa kìa thấy không? Con này có thể xoay được cái con đầu rất là hay luôn nè. Đó, xịn chưa các bạn, chúng ta một con ankylo khổng lồ đi nha. Ồ, cực kỳ luôn, cái đuôi rất là cái chùy rất là dày và chắc chắn đấy chứ nhìn màu quá. Một con ankylo đang lao vào chuẩn bị cuộc chiến với con khủng long bạo chúa màu hồng các bạn. Ờ, vậy đó không? Đây, hai con đang trong tư thế sẵn sàng tấn công kìa đấy không? Được chưa? Ngầu luôn nha.
Wow, và đây là khủng long bạo chúa thì các bạn đó, chúng ta có một khủng long Tyrannosaurus khổng lồ luôn nha. Đấy không, này con này có một cái màu đỏ nhìn rất là ngầu luôn nha các bạn. Đó, con này lên nặng tới bao nhiêu tấn ạ? Nó cao tới 5-7 mét là các bạn, rất là to luôn các bạn. Con khủng long bạo chúa khổng lồ cũng to lớn cực kỳ luôn nha các bạn. Đó, xịn chưa các bạn? Đây là T-Rex Tyrannosaurus màu đỏ đấy các bạn, nhìn ngầu chưa các bạn? Wow, đây là cái gì đây các bạn? Thì nó là khủng long bạo chúa T-Rex hút các bạn. Oh, wow, và đây là con Mamenchi Mosaurus đấy các bạn. Chúng ta một con khủng long Mamenchi khổng lồ luôn các bạn, với cái cổ khá là dài luôn nha. Đó, và đây là Mamenchi Mosaurus khổng lồ của mình đấy các bạn, nhìn nó to chưa kìa. Và nó nặng lên kìa, con này nó nặng tới 390 tấn hay gì các bạn, và cái cổ của nó dài đến 17 mét luôn các bạn, nhìn nó rất là to luôn thấy không. Nguyên bộ là cổ dài luôn kìa, thấy không, và chiếc cổ khá là dài, thuận lợi cho việc hang những cái lá cây trên cao mà uống nước, thì khoảng cách rất là xa luôn. Đây là Bachycephalosaurus, một chú khủng long với cái đầu khá là dày và cứng luôn các bạn. Đó, chúng ta có một con khủng long Bachycephalosaurus khổng lồ màu xanh lá cây nha các bạn. Đó, nhìn ngầu chưa kìa đó. Ngầu chưa kìa các bạn. Đó, nhìn đẹp chưa kìa đó. Chúng ta có một con Bachycephalosaurus khổng lồ luôn nha các bạn, nhìn to chưa. Ở về đây một con khủng long Bachycephalosaurus các bạn với chiếc đầu khá là dày luôn các bạn. Chúng ta có một con ankylo khổng lồ đấy các bạn. Đó, chúng ta có một con khủng long cổ ankylo dài không là dài nhé các bạn. Đó, với cái đuôi là cái dày cực kỳ luôn các bạn, đuôi rất là chắc chắn luôn. Đó, chúng ta có một ankylo khổng lồ luôn nha. Đấy, nhìn đẹp chưa kìa, người của nó gai không là gai trên người luôn à. Đấy, bộ giáp của nó là rất là dày luôn nha các bạn. Đó, chúng ta có một con ankylo, các bạn một con ankylo đang nằm nghỉ các bạn. Đây, chúng ta có một con ankylo sorus nha các bạn. Đó, nhìn nó lạ chưa kìa, thấy không, ankylo khổng lồ. Oh, wow, bên đây là Terry đó các bạn. Đó, chúng ta có một con Terizino khá là to lớn luôn nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa, thấy không. Đó, ở đây chúng ta có một con Terry khá là to luôn nha, móng vuốt của nó nhìn rất là bén và nhọn luôn nha các bạn, nhìn nó đẹp cực kỳ luôn nha. Và đây là khủng long khổng lồ cao tới tận 10 mét. Và đây là Terizino đây các bạn, chúng ta một con khủng long với bộ móng vuốt này các bạn, nhìn nó to chưa kìa, thấy không. Đây, con Terizino rất khổng lồ luôn nha, to chưa. Oh, wow, và đây là con Dimetrodon các bạn. À, chúng ta có một con Dimetrodon đấy các bạn. Đó, nhìn ngầu chưa kìa các bạn. Đó, cái miệng của nó há được các bạn. Này, nguyên một con Dimetrodon khổng lồ vây lưng nhìn như cắm bươm luôn nha các bạn. Nhìn nó đẹp chưa kìa, thấy không. Đó, với một cái màu xanh rất là bắt mắt luôn nha. Chúng ta có con Dimetrodon này lại khủng long với cái phần đầu là các bạn, cái phần vây lưng trên người nhìn rất là bên đây mình có khủng long ba sừng Triceratops khá là to luôn, và đây là con khủng long ba sừng của mình đây các bạn, nhìn nó to chưa kìa các bạn. Đó, ngầu chưa kìa. Wow, con này nó có màu xanh lá cây và cái người của nó có màu xanh dương, nhìn rất là bắt mắt luôn nha. Đấy, cái miệng của nó thì như con đại bàng luôn nha các bạn. Ở đây chúng ta có một con Triceratops khổng lồ luôn nha. Bên đây mình có khủng long ba sừng Triceratops đấy các bạn, nhìn nó to chưa kìa, thấy không. Đó, nhìn nó ngầu chưa kìa các bạn. Oh, bên đây là khủng long bạo chúa đấy các bạn. Đó, chúng ta có một con khủng long bạo chúa nhưng mà phiên bản chibi các bạn, nhìn thấy cái phần đầu nó to hơn cái phần thân luôn, thấy không. Đấy, chúng ta có một con T-Rex nha các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa, thấy không, chúng ta có một con T-Rex nhìn rất là đáng yêu luôn, thấy không. Đó, cái miệng lúc nào cũng cười cười luôn các bạn. Oh, wow, và đây khủng long bạo chúa T-Rex các bạn, chúng ta có một con T-Rex khổng lồ luôn các bạn, nhìn nó to xưa vậy, thấy không. Oh, wow, bên đây mình có một thằng lằn biển Mosasaurus đấy các bạn, một con thương long thời tiền sử đấy các bạn. Đấy, con này nó bơi rất là nhanh luôn đấy các bạn. Đó, và lưng thì toàn là gai không nha các bạn. Đấy, chúng ta có một con khủng long thằng lằn biển khá là to lớn luôn kìa, không, nhìn nó đẹp chưa kìa, không. Răng nữa được bén luôn, nhìn rất là ngầu luôn chứ. Ok, và đây là Mosasaurus đấy các bạn, một thằng lằn biển các bạn, thương long thời tiền sử, con này bơi rất là nhanh luôn nha các bạn, nhìn nó to chưa kìa, không. Đấy, con này bơi rất là lẹ luôn nha. Và đây chúng ta có một con Monolophosaurus đấy các bạn. Đây chúng ta có một con Monolophosaurus khổng lồ luôn đấy các bạn. Con này chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Đó, nhìn ngầu chưa kìa. Nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Con này cạp rất là hay luôn nha các bạn. Đó. Đó, và đây chúng ta có một con Riolophosaurus đấy các bạn. À, chúng ta có một con lông Riolophosaurus nhìn rất là đẹp luôn đấy các bạn. Con này có cái phần đầu là miếng mai dinh rầu rất là đẹp luôn. Đó, để
đây là một loài khủng long thuộc họ của loài dị long Allosaurus Escalator này, các bạn nhìn nó hay chưa nha. Wow, và chúng ta có bị này Riolophosaurus là các bạn, chúng ta một con khủng long Riolophosaurus khổng lồ luôn nha, các bạn nhìn nó to chưa kìa. Nhìn nó ngầu chứ các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa, hộp lưng của nó có những cái gai nhọn chứ hả. Đấy, gai nhọn nó chỉ ra rất đẹp luôn nha. Ồ, ở đây mình xa xa mình phát hiện được là một con khủng long Dilophosaurus đấy các bạn. Chúng ta có một con khủng long Dilophosaurus khổng lồ luôn nha các bạn. Nhìn nó đẹp chưa kìa các bạn. Đó, nhìn nó đẹp chưa kìa. Đó, con này có hai cái mang phình nó rất đẹp luôn như vậy, có 7 màu nhìn rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa, hộp chúng ta có một con Dilophosaurus chưa. To cực kỳ luôn. Đây là con Dilophosaurus đấy các bạn, chúng ta một con khủng long với hai cái mang phình ra thì rất là đẹp luôn. Và con này chạy rất là nhanh luôn các bạn. Đây là Dilophosaurus rồi các bạn. À, nhìn rất là hay luôn nha. Wow, và đây là một con khủng long T-Rex, bảo long T-Rex các bạn. Đây, chúng ta có một con khủng long bảo chúa khổng lồ luôn nha các bạn. Con này màu xanh khá là to lớn nha các bạn. Nhìn nó ngầu chưa các bạn. Đấy, nhìn con này làm được cực kỳ chi tiết luôn nha các bạn. Wow, nhìn cái độ sắc nét của nó thấy không, làm rất là hay luôn nha. Một con khủng long bảo chúa khổng lồ luôn nha các bạn. Đó, khủng long bảo chúa đấy các bạn, chưa kể là một con nhau với con Stegosaurus. Wow, khổng lồ và hiếm luôn con khủng long Stegosaurus luôn. Đây là con Stego đấy các bạn. Đây, chúng ta có một con khủng long Stegosaurus đấy các bạn. Kiếm long Stego với những cái gai trên người đấy không. Đó, con này có 4 cái gai đuôi nha. Nhìn như những cái kiếm chỉa ra này các bạn. Đó, nhìn nó to chưa kìa các bạn. Đó, ngầu chưa kìa không. Chúng ta có một con Stegosaurus. Nhìn to chưa kìa các bạn. Con này nó có một cái màu xanh nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Nhìn nó to quá trời to luôn. Con Stegosaurus màu xanh lá cây nha. Và chúng ta có một con khủng long khổng lồ nha các bạn. Đây là Stego khổng lồ và đây. Ô, bên đây mình có Bayonet các bạn, nguyên một con khủng long Bayonet các bạn. Đây là con Bayonet nha, con này là con khủng long săn cá và nó cao nó tận 3.7m luôn, nguyên khủng long khổng lồ luôn. Đó, nhìn con này nó khá là lạ lạ các bạn, mình nhìn nó khá là lạ, cái người nó dài hơn rồi sao các bạn. Đó, con này nó chạy kiểu này này, đó, nó đứng thì kiểu này nha, nó không có đứng thì kiểu khác nữa đâu. Rất là dữ luôn. Bên đây mình có Velociraptor phiên bản cặp nó các bạn, khủng long cặp nó Velociraptor, con này cặp cặp cái món này vui này. Wow, các bạn phần răng của nó không thấy đâu luôn các bạn, thấy cái này giống như cái nú của nó luôn rồi các bạn, giống cái răng nữa rồi. Oh, đó nhìn vui nha. Oh, và đây là con Velociraptor các bạn, chúng ta một con khủng long Velociraptor nhìn khá là vui rồi, chạy rất là nhanh luôn các bạn. Oh, bên này mình có một khủng long Dilophosaurus đấy không? Wow, chúng ta có một khủng long Dilophosaurus khổng lồ. Wow, nó to vậy thôi, chỉ 8m thôi nha các bạn. Con này nó bị bằng con người trưởng thành ấy. Đó, hai cái mang phình ra để đè dạy những khủng long khác. Wow. Đó, nhìn đã chưa kìa không? Chúng ta có con Dilophosaurus khổng lồ luôn. Wow, nhìn nó dữ. Oh, và đây là Dilophosaurus đấy các bạn. Chúng ta một con khủng long Dilophosaurus đấy các bạn. Con này hai cái mang phình ra rất là đẹp luôn. Dữ quá trời dữ. Đó, bên đây mình có Giganotosaurus đấy không? Đó, con này nó có một cái màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, lưng của nó toàn là gai, cái gai các bạn ơi. Chúng ta có một con Giga khổng lồ đấy các bạn. Đó, làm răng đấy không? Nhìn cái răng của nó ghê chưa? Đó, nhìn rất là hung dữ luôn nha. Bên đây mình có Giga Batman các bạn, chúng ta có một con Giganotosaurus Batman nhìn rất là to lớn. Dẫn rồi. Bên đây là Indoraptor đây các bạn, ở đây chúng ta có một con khủng long Indoraptor khổng lồ luôn thấy không, được là khủng long được là tạo từ Indoraptor đấy, Velociraptor các bạn, rất là nhiều các loại gen khủng long khác nhau để được khai tạo với cái này các bạn. Đó, nhìn nó dữ quá chịu luôn á. Indoraptor là không bọc trắng được con Carnotaurus đấy các bạn thấy không, lại chuẩn bị thêm hai con khủng long không, răng đồ làm rất là nét luôn không, quá ngầu. Oh, bên này mình có gì đây các bạn, một con Chunkigo đây các bạn, ở đây chúng ta một con Chunkigosaurus khổng lồ luôn. Wow, nhìn đã chưa kìa đó, con này có những cái gai trên người và cái đuôi cái là cái chùy rất là dày nữa này. Đó, lớp giáp trên người đấy không, đó nó bọc nguyên một lớp giáp nhìn rất là ngầu luôn nha các bạn. Ở đây chúng ta có một con Chunkigosaurus, chúng ta có một ankylo đấy các bạn, chúng ta có một con ankylosaurus đó chưa, khổng lồ luôn. Oh, bên đây là con gì đây, Pentaceratops khổng lồ màu đỏ các bạn ơi. Chúng ta còn một con Pentaceratops khá là to lớn màu đỏ luôn nha. Đó, bạn thấy nó có màu đỏ đỏ, nhìn đầu chưa kìa không. Đó, cái đầu là một cái tấm khiên rất là dày. Bên đây là Pentaceratops khổng lồ các bạn, chúng ta một con khủng long khá là to lớn luôn nha. Đó, ngầu nha, có ba sừng chĩa lên rất là ngầu luôn. Bây giờ ra một khúc mình đưa rồi, quá dữ rồi.
một găng tay khủng long à. À, đây là găng tay của loài khủng long Velociraptor. À, thấy móng vuốt ghê chưa? Quá trời dữ luôn. Chúng ta không còn khủng long Velociraptor khổng lồ, và tiếp theo là con khủng long Triceratops bản cắt ngón. À, nhìn nó đáng yêu quá nha. Đấy, chúng ta một con khủng long Triceratops bản cắt ngón, nhưng mà con này thay màu sắc khác thì sẽ dễ thương hơn các bạn. Cái màu này nhìn không có đẹp cho lắm nha. Đó, nó có màu xanh, nhìn màu xanh này không phải xanh đậm nữa chứ nhìn nó lật lật xấu xấu sao. Con Triceratops bản khủng long ba sừng, Triceratops khổng lồ với ba sừng rất là nhỏ này chỉ ra đây các bạn, nhìn ghê chưa? Quá xịn luôn. Các bạn không được đẹp. Ok. Con Triceratops có màu đỏ nha ha. Đó, vậy không? Đây là Triceratops khổng lồ màu đỏ các bạn. Con này còn có sừng khá là nhọn. Ui đầm đầu quá nè. Ui xà, đầm đầu kinh dị nha. Đó, chúng ta còn một con khủng long ba sừng Triceratops màu đỏ đây các bạn. To quá trời to với lưng gai nè không? Quá trời nhiều gai trên người luôn. Quá đẹp luôn. Wow, rất là nhiều chú khủng long ba sừng đang ở trong một cái khu rừng khổng lồ luôn nha. Nhìn nó to chưa kìa. Wow, bên đây là khủng long cổ dài Brachiosaurus nha. Wow, bên đây chúng ta còn khủng long cổ dài các bạn, với chiếc cổ khá là dài luôn này không. Đó, bên đây còn Brachio của mình thì các bạn, con này nó khá là đẹp đấy không. Có một cái màu bạc trên người luôn nha, nhìn nó đẹp cực kỳ luôn á. To quá trời to. Wow, bên đây là khủng long cổ dài Brachio đấy các bạn, chúng ta một con Brachiosaurus khá là lớn luôn nha các bạn. Nhìn nó to chưa kìa, thấy không, ngầu chưa. Cái gì? Bên đây là Stego kiếm long Stego đây. Nhìn đẹp chưa kìa không? Đây chúng ta một con khủng long Stegosaurus đây các bạn. Đó, một con khủng long màu cam nha. Đó, đây là kiếm long Stegosaurus các bạn. Đấy, nó cạp miệng được nha, nhìn rất là hay đấy chứ. Con này được làm khá là nét đấy không? Răng đồ này nó làm rất là giống rồi không? Ok. Đó, bên đây con Stego đấy các bạn, chúng ta một con khủng long Stegosaurus. Rất là ngầu luôn các bạn. Bên đây là thằng lằn bay khổng lồ Viteron. Và chúng ta có một thằng lằn xám khổng lồ luôn, tốc độ bay khá là nhanh luôn nha. Đó, nhìn nó đẹp chưa kìa thấy không, chúng ta có một thằng lằn bay khá là lớn luôn nha các bạn. Đây là Viteron của mình các bạn, nhìn nó to quá trời to luôn nè, sải cánh lên tới 4 mét luôn nha. Thằng lằn xám bên đây là thằng lằn bay Viteron các bạn. Đây, con này là thằng lằn bay khổng lồ, con này tốc độ bay của nó là rất là nhanh đấy nha. Tốc độ bay khá là nhanh và săn mồi rất là tốt. Wow, lâu lâu mà nó cắn con khủng long Indoraptor rồi. Nhìn dữ chưa, thấy không? Này chúng ta một thằng bay khổng lồ luôn nha, nhìn rất là đẹp luôn. Wow, nó bay tới bảy khủng long luôn các bạn, nhìn đã chứ kìa không? Ok, mình đã thu thập khá là nhiều chú khủng long ở đây đó các bạn. Nếu thích video đừng quên like, subscribe giúp mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video này. Bye. Wow, ở đây mình có gì đây các bạn? Wow, bên đây còn ba chiếc xe Phalosaurus, còn khủng long với cái đầu khá là cứng luôn nha. À, nhìn nó to chưa kìa các bạn? Đó, chúng ta một con khủng long với cái đầu rất là dày luôn nha. Đây là Brachiosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn nó to chưa kìa đâu. Ngầu chưa kìa. Con này có cái khớp đuôi này nhìn rất là hay luôn nha các bạn. Brachiosaurus thì ta một con khủng long khổng lồ Brachiosaurus với cái đầu rất là dày luôn kìa các bạn, nhìn ngầu chưa. Wow, và đây là Velociraptor đấy các bạn. Ở đây chúng ta có một con khủng long Velociraptor khổng lồ luôn nha các bạn, nhìn nó to chưa kìa thấy không. Ngầu chưa kìa các bạn. Đây, chúng ta có một con khủng long khá là ngầu luôn nha. Đây là phiên bản mini Velociraptor, nó dở thấy các bạn, con này khá là dễ thương chứ không phải nó ngầu đi các bạn. Đấy, nó cạp miệng được đây. Đấy, bấm cái miệng nó cạp cạp nhìn rất là vui luôn ha. Nhìn đó, và đây là Velociraptor đây các bạn. Đây là con Blue trong phim Thế giới khủng long các bạn. Đấy, nhìn nó chạy. Hay chưa? Ở đâu có con rùa biển này. Và chúng ta có một con rùa biển khổng lồ luôn nha các bạn. Đây chúng ta có một sea turtle các bạn, một chú rùa biển khổng lồ luôn nha các bạn. Con này bơi rất là nhanh luôn nha. Đó, nó giỡn đấy các bạn, này bơi chậm lắm. Đây, ở đây chúng ta có một con rùa biển này các bạn. Con này nó sống rất là dài tuổi thọ lên đến 200 năm luôn các bạn, rất là to luôn đấy chứ. Đấy, con này hình như nó to cỡ 1 mét hay gì các bạn. Bự lắm nha, không có nhỏ đấy nha. Và đây là khủng long Triceratops khổng lồ nha các bạn, chúng ta một con khủng long Triceratops khổng lồ nữa nha. Con này có cái phần đầu là ba sừng đấy các bạn. Đó, nhìn ngầu chưa kìa không. Chúng ta có một con khủng long ba sừng Triceratops khổng lồ gì đó rất là to lớn luôn nha ha. Đó, ngầu. À, chúng ta có một khủng long ba sừng đây đang đi trong một khu rừng khổng lồ luôn nha các bạn, nhìn to gì. Ngầu chưa kìa. À, và đây là con khủng long Triceratops phiên bản mini đấy các bạn. Đấy, cạp rất là hay luôn à. Nhìn hay chưa kìa không? Đây, chúng ta có một con Triceratops khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn nó to chưa kìa.
nhìn nó đẹp chưa kìa các bạn. À, chúng ta có một con khủng long Delta Triceratops khổng lồ nữa nè ha. Đó, ngầu chưa? Wow, những cái khủng long này tránh né những con khủng long săn mồi phía bên kia thấy không? Đấy, nó đang núp sau lưng con khủng long Brachiosaurus. Đây là con Styraco đấy các bạn. À, ở đây chúng ta có một con khủng long Styraco như các bạn nhìn to chưa kìa thấy không? À, thấy không? À, chúng ta có một con khủng long khổng lồ đấy ha, mày cạp cạp lại đấy thôi. Đây chúng ta có một con Styracosaurus hay gọi là khủng long năm sừng nha các bạn. Đó, còn lại có những cái gai nhọn đấy không? Nhìn nó to chưa kìa. Wow, ở đây chúng ta bây giờ đang Styraco. Đây là con khủng long Styraco, gọi là khủng long năm sừng Styracosaurus. Bên đây là Velociraptor đây rồi các bạn. À, chúng ta có một con khủng long Velociraptor khổng lồ luôn nha các bạn. À, đây chúng ta có một con khủng long khổng lồ đây các bạn. Đây là phiên bản Blue Cheese Velociraptor nha. À, khá là đẹp. Velociraptor chạy nhanh vậy không? Đây là một cái con Velociraptor nó chạy nhanh như vậy luôn ấy. Đấy, gây giờ. Luôn nha. Chúng ta có cái đầu cái gì đây? Móng vuốt khủng long mà. Và đây chúng ta có một cái móng vuốt khủng long khổng lồ luôn các bạn, nhìn ghê chưa thấy không? Thấy chưa thấy không? Chúng ta có bụng móng vuốt khủng long nhìn rất là ngầu luôn kìa các bạn, nhìn nó đẹp chưa kìa thấy không? Đó, nó có những cái gai nhìn xung quanh là đẹp chưa kìa. Wow, bên đây là con Stegosaurus khổng lồ và đứng bày ở đây chúng ta một con khủng long dài khổng lồ đây nha. Con này nó có một cái màu xanh lá cây trắng sữa nữa này không? Lạ mắt chưa kìa. Đó, và đây là chú khủng long Stegosaurus khổng lồ và đây các bạn nhìn nó to quá trời to luôn thấy không? Và đây hai con Stegosaurus khổng lồ và lẫn nhau các bạn. Đấy, hai con này có hậu là vừa hút nhau rồi không? Đấy dạ. Ồ, bên đây là khủng long ba sừng Triceratops này. À, ở đây chúng ta có một con Triceratops khổng lồ ba sừng, các bạn nhìn nó to chưa kìa. Màu quá trời to luôn các bạn, coi lại cái sừng nó bị gãy vào cuộc chiến với là khủng long nào khác nữa không? Đó, chúng ta có một con khủng long ba sừng khổng lồ Triceratops khổng lồ. Ok, wow, và đây chúng ta có khủng long ba sừng, các bạn nhìn nó to chưa kìa thấy không? À, chúng ta có một con Triceratops khổng lồ. Mastercard, wow, một phiên bản mini của loài khủng long T-Rex các bạn. Đó, con này rất là ngầu luôn ha. Con này có những cái sừng sừng nữa các bạn, nhìn rất là giống Ceratops nhỉ, hay rất là giống con giác long nữa các bạn. Không biết con này là giác long hay là con Mastercard nữa các bạn. Cái này biết bằng mình nữa. Còn đây mình có Mastercard nữa các bạn. Chúng ta một con khủng long Mastercard khổng lồ luôn các bạn. Nó to chưa vậy? Ok, tiếp theo mình có con Dilophosaurus. Đây là khủng long Dilophosaurus các bạn, nhìn nó lạ chưa vậy đâu. Con này có hai cái mang phình ra đây các bạn. Đó, ở đây chúng ta có con Dilophosaurus khổng lồ đấy các bạn, nhìn nó to chưa kìa thấy không? À, đây là khủng long khá là đặc biệt, cái phần mang của nó phình ra và cái miệng nó há được rồi. Đó, hay chưa? Nó được chơi há miệng được luôn thấy không? Hay quá, hay luôn. Đó, là khủng long này cao được tận một. Đây là Dilophosaurus đấy các bạn, chúng ta một con khủng long Dilophosaurus khổng lồ đấy các bạn. Con này chạy rất là nhanh luôn các bạn, nhìn ngầu chưa vậy không? 8 mét đã đi theo đàn này. Phát hiện được một Velociraptor đang há miệng giận dữ. Đó, chúng ta có một con Velociraptor đang khá là giận dữ luôn. Đó, nhìn cái mặt của nó thấy không? Nhìn ghê chưa? Ghê chưa thấy không? Đó, một cú hò và đây là Velociraptor đấy các bạn. Chúng ta một con lồng Velociraptor to chưa kìa. Velociraptor khổng lồ luôn nha. Và đây chúng ta có gì đây? Wow, một chú Ankylo. Đây là phiên bản Ankylo mini đấy các bạn, nhìn rất là đáng yêu luôn thấy không? Đó, chúng ta có một Ankylosaurus phiên bản mini đó. Cái đuôi của nó là cái chùy rất là dày luôn các bạn. Con này mà đánh một cái cục luôn đó nha. Đó, và đây là con Ankylosaurus của mình đây các bạn. Nhìn nó thấy không? Đó, dài không trên người thấy không? Có cái lớp gai này không? Nhìn cái vảy của nó nhìn đẹp. Và đây là Ankylo đấy các bạn. Chúng ta có một cục lông dài Ankylosaurus thì các bạn. Màu chưa kìa thấy không? Chúng ta có một cục lông khá là màu lớn luôn. Chưa kìa. Đó, và đây là con Spino của mình đây các bạn. Đây là chú khủng long Spinosaurus nha. Con này có quay lưng nhìn như cánh bướm đấy các bạn. Miệng của nó lại khá là dài đấy chứ. Đó, và đây là con khủng long Spino của mình đây các bạn. Khá là to lớn luôn nha. Và đây là con Spino đây các bạn. To quá nha. Đây, to con khủng long Spinosaurus khổng lồ. Đó, đẹp chưa? Và đây là Bentaceratops các bạn, cũng là một con khủng long khổng lồ với cái đầu là cái tấm khiên rất là dày và cái sừng của nó rất là nhọn đấy chứ. Đây là chú khủng long Benta của mình đây, ai dám rớt rồi. Đó, đây là khủng long Bentaceratops mình đây các bạn, nhìn nó to quá trời to luôn kìa thấy không?
Chú Penta sẽ lên nó chạy các bạn. Wow, nó bứng bằng cái nhà luôn các bạn. Trời ơi, cao hơn mình rất là nhiều luôn nha. Ở phía xa xa là thằng lằn bay Visceraloan các bạn, là thằng lằn sấm khổng lồ lưng to như một con lại bàn với sải cánh rất là lớn luôn, tới 4 mét luôn nha. Đó, thằng sải cánh gì đó bay nào. Đấy, hay chưa? Ok. Terrazino. Wow, bộ bóng vuốt phải nói là huyền thoại của khủng long này luôn. Đó, đây là con khủng long Terrazino, con này cao đến tận 10 mét luôn các bạn. Nó rất là to lớn luôn nha, phải nói là rất to lớn luôn. Đây là con Terry của mình đây các bạn. Móng vuốt của nó nhìn ngầu chưa kìa đó. Đó, nhìn làm rất là nét luôn. Ồ, có phần lông nữa này không? Lông vũ trên người nó nữa này, làm rất là chi tiết luôn nha các bạn. Một con khủng long Terrazino sẽ rất khổng lồ. À, và đây là Terrazino đây các bạn, chúng ta một con khủng long Terry khổng lồ luôn kìa các bạn. Nhìn bộ móng vuốt của nó nhìn nó ngầu chưa kìa. Bên này mình có Ankylo đấy rồi, đây là con khủng long gai Ankylo đây các bạn. Đó, nó to chưa kìa thấy không? Nhìn cái lưng của nó có những cái gai nhọn chĩa ra, nhìn rất là đẹp luôn nha. Đó, đuôi của nó là cái chùy rất là cứng nữa chứ. Đây là con khủng long Ankylo khổng lồ của mình đây các bạn. Đó, nó có một cái màu trắng trắng sữa dưới bụng này không? Nhìn hay ho quá trời luôn. Bên này mình có gì đây? À, thì ra là găng tay đầu khủng long Dilophosaurus. Wow, mà chúng ta có cái găng tay khủng long Dilopho khổng lồ luôn. Wow, nhìn nó ngầu quá trời luôn kìa các bạn. Đó, con này có cái răng rất là bén đấy không? Nhìn nó ngầu quá trời ngầu luôn kìa các bạn. Đấy, cái phần đầu của nó được làm rất là chi tiết, có hai cái nhịp mở ra nè. Đó, hay chưa? Wow, và đây là Dilopho đây các bạn, chúng ta một con khủng long Dilopho đây các bạn. Con này có hai cái mang phình ra rất là nhanh luôn các bạn. Đó, hay à, quá trời ngầu luôn. Bên đây là gì đây? Wow, khủng long bạo chúa phiên bản nhỏ bông. Đây là con T-Rex nhỏ bông Tyrannosaurus khổng lồ của mình đây các bạn. Nó to quá trời to luôn thấy không? Đó. Đây chúng ta có con khủng long bạo chúa khổng lồ luôn, Tyrannosaurus khổng lồ luôn nha. Đó. À, và đây chúng ta có con T-Rex đây các bạn, Tyrannosaurus khổng lồ luôn nha các bạn. Nhìn thấy ngầu chưa vậy đó? Đó, xịn chưa kìa. À, xịn chưa? Một chú alligator khổng lồ, và đây là con cá sấu nước lợ đây các bạn. Con cá sấu nước lợ là nó có thể sống nó có thể bơi ra biển được nha. Đây là cá sấu có thể sinh sống ngoài biển luôn các bạn. Con cá sấu khổng lồ với lưng kìa đó, những cái vảy trên người của nó này không, nhìn chắc chắn như bộ giáp luôn các bạn, rất là dày luôn nha. Đó, và lực cắn của con này nó có thể hạ gục được cả một con hà mã luôn các bạn. Đó, với những cái cú táp kinh hoàng luôn. Đây là một con quái vật thật sự luôn. Đó, nó hay sống ở những cái vùng sông đó các bạn nhìn. Nó như cái khúc gỗ á, nhìn ghê lắm. Đó, ok, mình cũng khá là sợ con này. Một cái găng tay đầu khủng long bạo chúa màu xanh lá cây. Và đây chúng ta có một găng tay khổng lồ Tyrannosaurus. Wow, các bạn thấy găng tay khủng long bạo chúa mình chưa các bạn ơi? Nó có một cái màu xanh lá cây đậm như là nhìn nó rất là ngầu luôn kìa ha. Đó, răng của nó làm rất là chi tiết này nè. Đấy, xịn. Bạo chúa đây các bạn. Đấy, các bạn. Chưa kìa đâu. Wow, đây là con khủng long bạo chúa mà đây. Ok, tiếp theo mình có gì đây? Dilopho các bạn. À, đây là khủng long Dilopho đây các bạn. Nó đang cắn cái đằng tay không không kìa. Đó, chúng ta có một con Dilophosaurus. Con này có màu xanh này ha. Hai cái mang này mình biết tới nó này các bạn. Bình thường nó không có hai cái này mình không biết được đâu thấy không? À, nó phải có hai cái cục này chị nè. Đặc điểm nhân dạng quá. Nó dễ hiểu lắm. Đó, ok. Bên này mình có Indoraptor nữa này. Wow, ở đây có Indoraptor đấy các bạn. Con quái vật thật sự được lai tạo giữa Velociraptor và Indominus Rex nha. Đó, nó có cái lưng gai màu vàng này các bạn. Đó, và con này đặc biệt là các bạn có biết thêm một con nữa là con Scorpion Rex các bạn. Không biết con nó có thật không nhỉ? À, nhưng mà con này cũng không có thật nha. Con này không có thật. Con này xuất hiện trong bộ phim thôi nha. Bộ phim nào mình không nhớ tên ta. À, bộ phim Thế Giới Khủng Long mà gần đây á các bạn. Đó. Đây là con quái vật thật sự đây. Đấy, con này rất là máu lạnh và đây là một con khủng long săn mồi chấm. Qua đây mình có Indoraptor các bạn, chúng ta một con khủng long săn mồi rất là khổng lồ luôn các bạn, to chưa kìa. Măng đêm. Ồ, bên đây mình có gì đây các bạn? Khủng long bả sừng Triceratops.
Wow, ê mình có khả khủng long ba sừng trên Ceratops nha. Con này có cái phanh đầu hình tròn nhìn rất là bắt mắt luôn, thấy không? Đó, người của nó đây các bạn, nó có một cái màu đen đen nữa không? Rất là đẹp luôn nha. Ok, bên đây là gì đây? Khủng long cổ dài Brachio. Wow, bên đây là con khủng long Brachiosaurus các bạn, để các bạn. Ở đây trong đầu một con khủng long cổ dài khổng lồ luôn các bạn. Đó, sở hữu chiếc cổ khá là dài luôn, và con này nó có một cái màu cam rất là bắt mắt đấy nha. Đó, bên đây khủng long cổ dài Brachio đấy các bạn, nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Chiếc cổ nó siêu dài luôn các bạn. Đây là những chú khủng long cổ dài khổng lồ này. Okay. Wow, đây đứng trên những con khủng long khác, đây là con T-Rex phiên bản mini. Đó, phiên bản chibi chứ nhỉ. Đó, cái phần đầu ta to luôn, cái người nhỏ nhỏ đấy các bạn. Đó, thấy không? Nó có hai cái nút này không? Đúng cái nút này một cái này. Ô, cái khuôn mặt nó để cái hát này không? Nhìn mặt nó gian chưa kìa không? Đó, đây là chú khủng long phiên bản mini Tyrannosaurus khổng lồ của mình các bạn. Đó. Và đây mình có nguyên bộ sưu tập khủng long khổng lồ luôn các bạn, đó tôi nhìn thấy đó các bạn. Ok, và cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong video này nha. Đấy, bye bye.